Ngày 21 tháng 2 tại trường tiểu học Vĩnh Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức hội thi chọn học sinh tiểu học nói giỏi tiếng Anh năm học 2013-2014. Tham dự hội thi có 60 học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Các thí sinh sẽ tham gia hai nội dung: bài viết cá nhân và năng khiếu tiếng Anh trên sân khấu. Trong đó, đối với phần thi năng khiếu tiếng Anh trên sân khấu, mỗi thí sinh có khoảng thời gian tối đa là 5 phút để trình diễn một tiểu phẩm, câu chuyện và kịch ngắn với nội dung mô tả một bức tranh hoặc bộ tranh liên hoàn với các yêu cầu. Ở nội dung thi bài viết cá nhân, các thí sinh sẽ làm một bài viết trong thời gian 45 phút gồm 3 kỹ năng: nghe, đọc và viết. Nội dung kiến thức trong phạm vi chương trình học đến cuối học kỳ 1 lớp 5 năm học 2013-2014. Hội thi thật sự là một sân chơi trí tuệ dành cho học sinh tiểu học yêu thích môn tiếng Anh, tạo cơ hội để các em thể hiện kiến thức của mình, được giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng học tiếng Anh. Hơn nữa, hội thi còn là sân khấu để các em thể hiện năng khiếu, khả năng diễn xuất và sở thích của mình, giúp các em mạnh dạn tự tin, thân thiện trong giao tiếp, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đồng thời, phát động phong trào học tiếng Anh theo hướng giao tiếp nhằm đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ chung châu Âu. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất thuộc về các em Nguyễn Hải Yến và Phạm Ngọc Châu trường tiểu học Vĩnh Khê, Trần Tuyết Nhi trường tiểu học thị trấn Đông Triều, 7 giải nhì, 11 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự.